Ngày 10 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Công ty gỗ Bình Minh ở ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu là nơi xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nổ lò hơi, làm 6 người chết, 5 người bị thương. Cơ quan chức năng xác định với vai trò là người đại diện theo pháp luật của công ty gỗ Bình Minh, nhưng trong quá trình vận hành lò hơi, ông Feng Yong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý bình hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm nhiều người chết. Theo quy định, đối với các thiết bị như lò hơi phải trải qua các yêu cầu kiểm định rất nghiêm ngặt trước khi vận hành. Tuy nhiên, công ty gỗ Bình Minh không thực hiện các quy định này. Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội tiếp tục giải cứu thành công hai nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài việc nhẹ lương cao. Ngày 9 tháng 5, các lực lượng đã đưa hai nạn nhân về đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo an toàn. Hai nạn nhân được giải cứu lần này gồm một nam sinh năm 1995 quê ở tỉnh Bắc Ninh và một nạn nhân nữ sinh năm 1992 quê ở tỉnh Kiên Giang. Qua điều tra xác minh ban đầu với chiêu bài việc nhẹ lương cao, tháng 8 năm 2023, các đối tượng mua bán người đã dụ dỗ hai nạn nhân này làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Lào làm việc. Khi sang đến Lào, chúng đưa hai nạn nhân đến đặc khu kinh tế Bò Kẹo, Lào, làm việc với hình thức lập các tài khoản ảo, lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản. Mỗi ngày phải làm việc từ 13 đến 18 tiếng, nếu không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị bạo hành, không trả lương. Nếu muốn về Việt Nam thì yêu cầu gia đình phải trả từ 150 đến 200 triệu đồng tiền Việt Nam. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước bẫy lừa đảo mạo danh học kỳ công an, trại hè quân đội. Một phụ nữ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội khi lên mạng xã hội Facebook để tìm học khóa hè cho con đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, khi lên Facebook để tìm cho con khóa học hè, chị thấy xuất hiện nhiều fanpage với các nội dung quảng cáo tham gia học kỳ trong quân đội 2024. Khi thấy chị có nhu cầu, đối tượng dẫn dụ nạn nhân cho số điện thoại và chuyển sang nhắn tin Zalo, Telegram. Chúng yêu cầu chị thực hiện các khảo sát để đạt điểm tín nhiệm cao. Tham gia khảo sát 1 với số tiền hơn 3 triệu đồng, khảo sát 2 với số tiền hơn 10 triệu đồng. Chị đều được hoàn lại tiền và được trả phí khảo sát nhỏ. Khi tham gia khảo sát 3 với số tiền 35 triệu đồng, chị không nhận được tiền. Các đối tượng lấy các lý do khác nhau để yêu cầu chị chuyển tiền và để lấy lại số tiền chưa được hoàn. Trong vòng 5 tiếng, chị thực hiện các giao dịch chuyển tiền và bị các đối tượng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Tương tự, một phụ nữ ở quận Thanh Xuân cũng bị lừa 600 triệu đồng sau khi liên hệ với trang Facebook lấy tên là Trải nghiệm làm chiến sĩ biên phòng. Thưa quý vị, trong khi nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu bị sụt lún nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất và giao thương của người dân, thì tại thị xã Giá Rai, tình trạng sạt lở cũng đang diễn biến phức tạp và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tính từ đầu năm đến nay, tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra liên tiếp 3 vụ sạt lở gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Gần đây nhất là vụ sạt lở liên quan đến 12 căn nhà của các hộ dân. Ngoài ra còn có trên 20 căn nhà khác cũng bị ảnh hưởng rạn nứt và có nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới. Đa số người dân bị ảnh hưởng bởi các vụ sạt lở đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Là một trong những hộ bị ảnh hưởng của vụ sạt lở, ông Trần Tấn Lực ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai chia sẻ. Khoảng một tháng trước, ông đã phát hiện nhà sau của mình có những vết rạn nứt và cách đây khoảng một tuần thì xảy ra sạt lở cuốn trôi toàn bộ nhà sau của gia đình ông xuống sông. Rất may, không thiệt hại về người. Hiện giờ, gia đình ông và những hộ sống ven khu vực sạt lở đều bất an, thấp thỏm, lo sợ nhà có thể bị trôi tuột xuống sông bất cứ lúc nào. Dòng sông nó quá trời khô nước đi rồi, nó sẽ giật cả cái nhà sau luôn chứ. Khi mà cái dấu hiệu gan nứt là mình đã biết là cái lòng sông này trước sau cũng sạt rồi. Gia đình thì nói chung cũng không có đồ đạc gì, chỉ có cái bếp nấu ăn thôi. Rồi với những cái đồ vật dụng sinh hoạt hàng ngày thì mình cũng đã dời lên. Tôi phát hiện là lúc chưa Tết, con vết nứt chưa tới Tết là phát hiện rồi. Nói chung là lúc đó là cũng không có suy nghĩ là nó sụp. Đấy, giống như là nó sợ nó xé, thấy là giống như mẹ đó là không kiên cố thôi. Chứ không nói là nó sụp nguyên căn nhà sau của tôi. Nguyên nhân ban đầu của các vụ sạt lở chưa xác định, nhưng theo người dân có thể do ảnh hưởng của việc nạo vét kênh sáng Cà Mau, Bạc Liêu, tuyến từ cầu Định Thành, cầu Cây Gừa.
Trong thời gian qua, kết hợp với tác động của dòng chảy vào bờ, mực nước thủy triều xuống thấp xuất hiện những cung trượt sâu nên đã gây ra sạt lở. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp phòng chống sạt lở như hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, ổn định cuộc sống người dân, cắm biển cảnh báo ở các vị trí có nguy cơ sạt lở. Đã có thành lập đoàn tổ chức đi đến các cái nhà này đã vận động tuyên truyền người dân. Trước mắt là chỉ đạo cho chính quyền địa phương là hỗ trợ về mặt là vận chuyển rồi là đồ đạc rồi phía sau để lên an toàn và để tránh trường hợp là sụp đổ cũng như là ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của người dân. Theo dõi và cắm biển báo những nơi mà nguy cơ sạt lở trong thời gian tới để cho người dân là nắm được về để người dân cảnh giác. Mặc dù chưa vào mùa mưa nhưng tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh nói chung, thị xã Gia Rai nói riêng đã có những diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt, thậm chí tính mạng của người dân. Vì vậy, một giải pháp căn cơ lâu dài là rất cần thiết để người dân có thể ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất. Sau gần 3 năm xây dựng công trình điểm trường KAI thuộc trường mầm non Dân Hóa thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vẫn chưa thể bàn giao và đưa vào sử dụng do cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Công trình xây xong thì bỏ không, trong khi hàng ngày các em học sinh vẫn phải học tạm tại các điểm trường khó khăn, xuống cấp. Công trình trường học bản KAI được khởi công xây dựng từ năm 2019 với số vốn hơn 3,3 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu của chính phủ do Ủy ban Nhân dân xã Dân Hóa làm chủ đầu tư. Công trình được thiết kế 2 tầng với 4 phòng học, đủ chỗ học tập cho gần 60 cháu của hai bản KAI và Ca Vàng, xã Dân Hóa. Trường xây dựng xong từ năm 2021, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể bàn giao do hạ tầng chưa đồng bộ. Điểm trường của trường mầm non Dân Hóa thì gồm có 9 điểm trường nhưng có 4 điểm trường là đang còn trường học tạm bợ, rất nhiều khó khăn, trời nắng thì rất là nóng bức và trời mưa thì dột, không thể đi học được. Thì mong chính quyền địa phương và cả cấp quan tâm để con em sớm được về trường mới để học. Hiện nay thì chúng tôi đang chỉ đạo sửa chữa khắc phục lại một số cái điểm có hư hỏng do thời gian để báo cáo sở xây dựng nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành cái việc bàn giao trong tháng 5 năm 2024. Tại một xã miền núi còn nhiều khó khăn như Dân Hóa, thì việc xây dựng điểm trường kiên cố cho các học sinh, con em đồng bào dân tộc thiểu số là rất cần thiết. Tuy nhiên, trường thì xây xong đã lâu mà chưa được đưa vào sử dụng. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảng dạy và học tập mà còn gây lãng phí ngân sách nhà nước. Do đó, các ban ngành liên quan cần sớm có phương án để giáo viên và các em học sinh sớm được chuyển sang ngôi trường mới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083 722 5566, địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.